Tại sao chúng ta cần sống thuận theo 6 quy luật của vũ trụ? Đây là một trong những bí kíp thành công nhanh nhất, là một trong những bí mật được con người phát hiện ra ở thế kỷ 20. Nếu như các anh chị ứng dụng mỗi ngày một cách nhuần nhuyễn, thì các anh chị sẽ đạt được mọi lợi lạc nhất. Tặng cho các anh chị một câu, nếu chúng ta biết sống thuận theo quy luật của tự nhiên, thì mọi lợi lạc sẽ đến với bạn. Nếu chúng ta sống nghịch theo quy luật của tự nhiên, thì cuộc sống của chúng ta không thuận hòa. Trái đất này đang được cấu tạo từ 4 yếu tố. Thứ nhất là đất, nước, lửa, gió. Và cơ thể của chúng ta cũng là một vũ trụ thu nhỏ. Vũ trụ của chúng ta cũng đang được cấu tạo từ 4 yếu tố. Xương cốt của chúng ta được tượng trưng là đất, máu huyết của mình là nước, nhiệt độ trong cơ thể là lửa và hơi thở của mình là gió. Chúng ta chẳng khác gì là một vũ trụ thu nhỏ, nên nếu như mình muốn được vũ trụ hậu thuẫn thì mình phải sống thuận theo quy luật của vũ trụ. Một cái yếu tố nữa chính là cơ thể của chúng ta mang năng lượng. Mỗi cái tế bào của mình được cấu tạo từ những cái nguyên tử, phân tử li ti, các electron xoay xung quanh hạt nhân sinh ra năng lượng. Suy nghĩ của mình chứa năng lượng, tế bào của mình chứa năng lượng, toàn bộ cơ thể của mình chứa năng lượng, nên là tất cả những cái vật chất đều sống thuận theo quy luật của vũ trụ. Thì nếu như bạn sống thuận theo quy luật của vũ trụ, bạn sẽ được vũ trụ hậu thuẫn. Và vũ trụ là một trong những sức mạnh mạnh nhất. Vũ trụ chưa bao giờ không thành công trong bất cứ việc gì. Thì trước đây bản thân Hiền luôn đi tìm con đường thành công, nhưng mà Hiền không biết cách tạo ra dòng tiền, không biết cách giữ tiền, Hiền cũng không biết cách chăm sóc sức khỏe của mình, và Hiền đã làm cho cuộc sống của mình nó te tua. Tiền thì cũng không có, sức khỏe cũng không có, những cái mối quan hệ chất lượng thì cũng không có, kiếm được bao nhiêu tiền cũng hết bấy nhiêu, khả năng giữ tiền cũng không có luôn. Cho đến khi Hiền gặp được người thầy của mình và gặp được môi trường câu lạc bộ của các doanh nhân thành công, thì người thầy của Hiền có chia sẻ về 6 cái quy luật của vũ trụ, và anh ấy nói rằng anh ấy có cơ hội được chứng thực trên chính cơ thể của anh ấy, và anh ấy đã ứng dụng 6 quy luật của vũ trụ này vào trong cuộc sống của anh ấy thành công, có một cuộc sống tự do tài chính, cơ thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Mọi thứ rất tuyệt vời, mà Hiền thì rất là tin tưởng người thầy của mình, nên là Hiền đã học và ứng dụng theo, thì cuộc sống của Hiền đã thật sự sang một trang mới. Và Hiền cũng đã chia sẻ 6 quy luật vũ trụ này cho rất nhiều anh chị, hướng dẫn cho các anh chị ứng dụng và cuộc sống của anh chị hoàn toàn thay đổi. Nên là ngày hôm nay Hiền sẽ trả ở đây để giúp cho tất cả các anh chị thay đổi cuộc sống của mình. Nếu như hiện tại cuộc sống của anh chị đang chưa thuận lợi, đơn giản là các anh chị đang sống ngược những cái quy luật của vũ trụ rồi. Khi mà các anh chị áp dụng được 6 quy luật này một cách nhuần nhuyễn, thì cuộc đời của anh chị đã sang một trang mới, một cuộc sống mới, cuộc sống giàu có thịnh vượng, giàu có về trí tuệ, giàu có về nhân cách, giàu có về tình yêu thương, giàu có về sức khỏe, giàu có về mối quan hệ và giàu có cả về vật chất. Có 6 quy luật lớn của vũ trụ. Thứ nhất là quy luật nhất quán, thứ hai là quy luật tập trung, thứ ba là quy luật kết quả, thứ tư là quy luật hấp dẫn, thứ năm là quy luật cân bằng, thứ sáu là quy luật trong ngoài. Và Hiền sẽ chia sẻ cách ứng dụng từng quy luật trong những video sắp tới. Hãy follow và đăng ký theo dõi để cùng nhau giác ngộ 6 quy luật của vũ trụ, giúp cho cuộc sống của anh chị hoàn toàn thay đổi, cùng thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời nha.